Hai chào anh em vào xin chào, mình là Tổ Lũng X8. Lúc có trả bạn trong video bán là server số 80, một server khá mới. Tuy nhiên thì cũng đã lên đến tận level 105. Hầu hết các tính năng của server đều được mở rồi, trong đó có cả tính năng nói kỹ thuật nét. Mình cũng cùng các bạn ngó luôn tính năng nói kỹ thuật nét này trước nhá. Rõ ràng các bạn để ý rằng khi Sanky Demon đã nâng được lên tới tầm S Max thì việc dồn đầu tư, dồn lực cho nó là điều hết sức bình thường. Bởi đơn giản nó có khả năng phòng thủ tốt, khả năng tấn công tốt, khả năng chống, khả năng hồi sinh cũng tốt luôn. Để chính xác nó gọi là chuyển sinh. Về cơ bản đây là một vị trí, một con phải gọi là đa năng toàn diện ở hầu hết các vị trí. Điều đấy cũng có nghĩa rằng những cái con đả thời kỳ trước đấy, ví dụ như Major hoặc là Teleco, sẽ trở thành những vị trí gọi là kép thôi. Cụ thể trong đội hình thì Major sẽ đóng vai trò là chim mồi nếu như đối phương có Cooler Băng. Có điều ở server 80 thì mình nhớ là Cooler Băng rất là hiếm S-Max các bạn nhé. Rất là hiếm luôn. Cái thời này nó nhìn chung là hiếm. Tí nữa chúng ta sẽ test trong đấu trường như nào. Đầu tiên thì ngó đồ một chút đây. Vừa rồi là lõi kỹ thuật Nets, bây giờ là rune. Khá nhiều rune vàng các bạn ạ, một bộ rune đỏ. Và chúng ta có duy nhất một bộ rune đỏ à? Một bộ rune đỏ với cả trường. Arc này thiếu rune nhiều quá. Anh em nào mua arc thì nhớ đầu tư thêm vào tính năng rune nhé. Giải thích cho điều này thì khá đơn giản thôi. Vì đơn giản là rune đỏ nó mới trâu rồi chứ, đúng không? Mình xem nào. Con này đang là chỉ số là 9,980k, trong khi đó Metro cũng là 963k. Mặc dù rune của Metro là trồi trội thế này. Mình xem nào. Theo mình đánh giá nhé, thì các bạn gỡ toàn bộ 6 viên này cho Saki. Mình nói thật luôn, giờ tầm này làm gì có mấy người gọi là có đồ đâu, gọi là có Cooler Băng đâu mà. Nên là ở nhóm server mới này thì các bạn vẫn có thể dồn full đồ cho những võ sĩ mạnh nhất, hút máu đỡ lòn ngon lành. Còn đâu thì bên này thì sẽ nhét cho mấy trường sói, không sao cả các bạn ạ, không vấn đề gì cả. Viên số 3, viên số 4, cuối cùng là viên số 5. Ao, chơi khó ghê. Viên số 4, ngoài viên số 5 chơi giống như bộ kia vậy. Đấy, tương đối thiếu rune, bao gồm ở rune vàng. Thì rune này thì chơi rất là dễ thôi, các bạn cứ hoàn thành cái tháp thời không này chăm chỉ vào, đầy đủ vào thì nói thật với các bạn là nó lại trả thừa ra này chứ. Mình xem ông này còn bao nhiêu vé này mà không quay đi. Đâu nhỉ? À cũng quay tương đối rồi đấy. Hết tốc lực rồi đấy chứ không phải là bỏ bê đâu. À đang chăm ngon lành các bạn nhé. Siêu lợi tức cũng mới nạp này. Còn tới 13 ngày siêu lợi tức nữa cơ. Các bạn không cần phải nạp thêm mà biết cái đâu. Đấy, chúng ta ngó thêm một cái nữa gọi là hụt được lăng. Chúng ta có một viên hồn lực 5 sao, còn lại toàn 1 sao và 2 sao thôi. Hồn lực version lắp cho vai là quá chuẩn rồi. Theo mình thấy hồn lực 5 như thế này là rất là tốt. Nguyên nhân là sắp tới này ra hồn lực cặp sói cừu. Đây là sói, còn đây là cừu. Hai bộ này chắc chắn là ạc này sẽ phải lấy. Mình tư vấn anh em là mua ạc này thì chơi theo phong cách của mình là chơi đồ nhá, chứ không chơi võ sĩ, thì bỏ hết các võ sĩ, chỉ chơi đồ không thôi, lấy cặp hồn lực 5. Ê, có rune viên nào rune theo kèm thì lấy, không thì thôi. Thì mình đảm bảo với các bạn là thực lực sẽ tăng hơn rất là nhiều. Rồi, đây là 426, đây 425. Kệ là mình sẽ đánh nhau với người nào không có Cooler Băng S-Max đấy. Đấy, các bạn để ý rằng tổng lực chiến lên 1,1 triệu. Ê, nó mới gánh được chứ, hàng trước gánh hết nha. Saiki, thôi gọi hàng sau đi với Maxima. Check ban môn đi, đây full môn đấy. Teleco, Saiki, Maxima, Major. Các bạn chắc chắn không kiếm được ở đâu ạc nào mà dưới 1,5 triệu mà lại có đồ đạc full môn không biết các thứ ngon này nhà đâu. Đấy, ban môn nó xin ngon rồi, các bạn chỉ cần chơi đồ cho mình thôi. Đấy, chắc chắn là lại full mèo nhá, vẫn còn số lượng tức kìa. Ông này cày chăm chỉ lắm. 506 mảnh vạn năm. Đấy, sau này mình nghĩ là các bạn thay thế ai cũng được thôi. Trong team này thì thiên cầu và vai là hai vị trí đáng thay nhất. Thì các bạn nghiên cứu xem lúc ý con võ sĩ nào nó ra mắt là hợp lý. Chi hỏa là một sự lựa chọn không tồi đâu. Viên này bây giờ miễn phí rồi.
chủ yếu mình check mảnh vẫn đang ha, đánh nhau trận trong đấu trường đi khi mà mình đổi rune nhé. Còn lúc trước người ta đánh nhau với hội trong 1x và 2x thôi. Đấy, các bạn để ý Metallica ngày xưa là top CO78 ấy, nhưng mà đây là bây giờ sao lại yếu thế này nhỉ? Có 5,3 triệu lục chiến, còn bên Feta tận là 5,3 triệu lục chiến, khỏe thế không ạ? Đây là mình sắp xỉ 5 triệu lục chiến. Đây Metallica rồi. Tại ngày xưa mình nhớ top S78 ấy chứ. Giờ lại chui tí tận đầu đâu rồi. Rồi. Đấy với ông Tùng Zindo đi các bạn nhá. Nói là đánh vào trong khu vực top 10. Bên đối phương hơn Huy và họ đang tỏ một cái lợi thế phải gọi là rất rõ rệt so với bên Feta. Quá kinh khủng đúng không các bạn? Ao rồi. Các bạn thấy không có những cái võ sĩ gọi là đỡ hộ sát thương. Đối phương nó bem cho phải gọi là không còn manh giáp kìa. Thiên cầu chết ngay trong lần 1. Chết trong lượt 1 còn mỗi là mạng hàng Maxima. Quá cái trưởng Tùng Zino. Team kinh vãi. Full búp mà các bạn. Ngoài họ hơn mình một chút lực chiến thôi nhá, nhưng mà công nhận búp nhiều thật. Dã man thật. Mình tin tưởng là Maxima, cái gì nhỉ, Sekiremon sẽ được hồi đủ máu. Không đủ hồi máu luôn. Khổ ê. Đồ phung đấm ghê thế. Bây giờ mới hồi máu thì muộn mất rồi. Nó hú kinh dị luôn các bạn ạ. Combo Maxima kết hợp với Emasekiremon. Lại có cả Rapeto là tăng tốc độ hồi nộ nữa. Thế các bạn mới biết là team Thôi đánh khó như thế nào. Họ hơn mình tới 3 cao Huy thì không thể nói là may mắn hơn Huy được rồi. Maxima cũng đã cố gắng chống chịu lắm rồi. Sát thương kinh khủng khiếp đúng không? Mizuchi đang cũng to nhưng không phải là biếu nhá. Phải xoài luôn. Hết sạch khiên rồi à mấy chỗ ơi. Rồi, chết luôn mày trò. Tổng vãi. Thôi, dùng những cái võ sĩ thôi đúng không, bất lợi thật. Thế để các bạn mới biết. Wow, rồi không? Thật ra bên mình mà hơn Huy thì lại là thắng ngược đấy. Không phải gì đâu, bên mình cũng combo Maxima và Sekiremon giống hệt bên họ mà. Khác gì đâu. Có điều có đồ dùng đâu. Bên đôi bạn nó hơn Huy nó dùng trước, mình thôi dùng sau. Wow, ghê vãi. Lại một trận khác các bạn nhá. Đây là hy sinh kim cương để quay video cho nó sắc nét hơn đấy. Ác thật, hơn Huy đấm ác thật. Ông ngoài cũng hơn Huy mình này, nhưng mà nó sẽ bớt đi một chút vì nó không có full combo Maxima với Sekiremon. Combo Maxima và Sekiremon khó đỡ lắm. Thế nên tôi đỡ được. Nó công phải có cái sự ghi nhận đấy. Đây cũng thế. Ngoài hú Vimeature mỏng dính luôn. Một hit Vimeature bay màu hết mà khiến meta đàng hoàng này các bạn nhá. Giảm câu nhỏ miếc đàng hoàng này nhá. Nó hú chết sạch không còn manh giáp này. Tetico là chim mồi chứ không phải Sekiremon. Mà bên mình là full môn rồi nhá. Lực chiến là chênh lệch không đáng kể. Ao ấy tay Minato này cũng đánh cũng đau không kém một chút nào cả. Mizuchi phế rồi nhỉ. Ao ấy sợ thằng Rio Thiên Cẩu à cái gì nhỉ? Sợ thằng ấy thật đấy. Rio Thiên Cẩu các bạn nhìn bao lần biến hình mình chết tặng cả. Ao ấy
Gớm thật. Thôi may hy vọng thằng Saiki đừng đừng gọi là chuyển sinh đợt này, đợi đợt sau hắn chuyển sinh. Chuyển sinh đợt này có được tu luyện kỹ đâu. Mà bị Teriko nó đấm vào. À đâu là đợt này đối phương làm gì có Teriko nhỉ? Sao hồi máu chậm thế? Hồi máu chậm vai. Rồi, khiên liên tục. Một lần hú là một lần mất khiên. Hai khiên rồi. Maxima S-Max đây. Đùa đâu. Căng, nhạc này top 1x rồi các bạn nhé. Chỉ vào trong top sâu hơn nữa, chịu rồi, khó lắm. Chết luôn mây trời, chết lốt Maxima, còn mỗi mấy ông hồi sinh sống vãi cả trường. Tao các bạn ạ, thua uy chỉ có ngồi khóc thôi. Xe vừa mới đấm dã man vai em Maxeki, xe vừa mới khóc cả nổi. Thôi nhá, bạn nào ngoan liên hệ mình trong số điện thoại link Facebook bên dưới phần mô tả video, hoàn đơn chắc chân của tôi ích. Các bạn muốn mà đánh vào trong thì theo mình đánh giá là phải có con tiêu team này nhá, theo mình nghĩ nhá là phải có con Hotaru đấy thì nó mới hồi máu được, chứ còn đâu như này chết không hồi máu được các bạn ạ. Hú một phát là chết thẳng cẳng hết, khó đấy, khó khó thật. Giá bao gồm toàn bộ mọi chi phí chỉ là 1,3 triệu, bạn nào mà thì liên hệ mình nhé.